Hai đứa đó làm gì ngoài này á? Hả? Trời ơi, đi ăn cỏ ngoài này hả? Thế nào, đây bò nước sữa đây. Trời ơi, dễ ướt nhẹt hết đây. Đợt này mưa nhiều quá. Ê, lại đây chơi con. Ngoài này ăn cỏ ngon không con? Thích không? Một vườn cỏ ta hồ mà ăn này con nhỉ. Đấy con, ôi trời 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 con, sáng giờ ăn được nhiều cỏ không? Ôi trời 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 nghiệp chân của con hả? Sáng giờ ăn được nhiều cỏ không con? Ôi trời trời, gặp máu ba hả? Hả? Trời bông hết chưa? Trời 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 trời, sáng giờ ăn được nhiều cỏ chưa? Ui, cẩn thận con. Thêm sữa chứ, để ba đi pha sữa cho hai đứa uống nha. Nha, hai đứa chơi nha. Ba với Bon đi mua pha sữa cho uống này. Trời ơi. Để bố con mình đi mua pha sữa cho dê uống nha. À, đứa ngoài này chơi nha con. Con đi pha sữa cho dê nha ba. Hai đứa trong đang mà chim ngồi chơi, ngồi đây. Đây nè. Con uống sữa này đâu mà con lăng xăng quá vậy hả? Này. Nước không à? Đây nước nóng rồi, thì mới động nóng. Ý, thơm chưa? Đổ được kìa không? Thơm không? Sữa thơm không con? Thơm quá trời. Ô, ô, cẩn thận đổ con. Để Bon lên đây nè. Con uống loại sữa này đâu? Ba cho con uống hoài mà con có chịu uống đâu. Đây, đây cẩn thận nước nóng này. Đừng có nghịch con, đổ nước nóng ra đó. Ý, cái này để mà lắc này, bỏ lên đi. Nóng nóng, còn nóng lắm, còn nóng. Con có uống được cái này đâu. Đâu này, sữa này con có thích uống đâu mà nóng lắm. Nha. Tí nữa ba nguội nguội ba cho con uống thử nha. Được. Trời ơi, mấy lần rồi ba cho uống rồi có chịu uống đâu. Này coi cái bụng của con này, ăn uống cái bụng nó còn to đùng này. Cái gì cũng muốn thử hết. Đây này, coi này, cái bụng này như bụng cóc này. Đấy, thấy chưa? Trời ơi, ham ăn. Còn nóng lắm. Thôi, để đây con. Nha, để đây hay là con ngồi đây. Này, con lên đây. Con lên đây ngồi chưa? Để đấy ngồi nha. Đấy, để ba đi cất cái này. Được không? Cái này nước nóng, nguy hiểm. Ha.
xem bằng sữa bột thế nào. Ui nóng lắm, nóng lắm. Thôi, ba lên. Đấy, nóng lắm con. Con lên nhà mèo chơi tí nha. Con ngồi rồi ba vào, ba với Bon đi cho sữa dê, dê uống sữa nha. Ừ. Con lên đây chơi nha. Nha Bon. Ừ. Đây, để ba đi lấy nha. Kéo ba đi cắt cái cành.
sữa muối nữa nha. Đâu rồi con? Em đâu rồi con? Ừ? Để tao thấy chơi với em mà. Hả? Rồi thì tin rồi còn một cái đâu ta? Sửa một đôi em. Con ơi, trời ơi, trời ơi, đây này con, hả, con đem sữa ra cho dê uống hả? Trời ơi, con mang sữa này ra cho dê uống hả, sao uống còn con miếng này? Cái này con uống hay dê uống? Ừ. Trời ơi, đây này, sữa nguội rồi nãy giờ đây. Đây, cho dê uống này. Trời ơi. Này, nãy giờ con cho dê uống hả? Con giỏi quá nè, cho dê đen uống trước đã rồi ba cho dê nó uống. Thì con có thích uống đâu mà, tí ba lấy sữa khác cho uống nha. Chưa? Ừ. Rồi, hết rồi. Nè, của con hết rồi. Ừ. Đây, để ba cho dê nát trắng uống nè. Trắng này, dê đen này con uống hết rồi mà. Ôi trời trời trời. Để tí ba lấy sữa khác cho ba uống nha. Ừ. Ôi. Trời ơi. Ôi thôi con cắn quần ba. Đấy con giữ đi. Để cho dê trắng uống nha. Con giỏi quá. Rồi, hết rồi. Ừ, ôi trời. Tí vào pha thêm cho uống nha. Nha. Đây. Ừ, ngoan. Trời ơi. Thôi, hai đứa chơi vòng vòng đây nha. Không có chiếm nhà của em chó đó nha. Chó mấy bữa đó em để em bé rồi, không có lên để chơi. Nha. Rồi, thôi để ba đi mua ba xa lấy sữa kia cho bọn uống đi.